Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Dạ, sau đây mình sẽ thấy IOE lớp 12 và 18. Thì cái máy này chất lượng âm thanh hay là bị nó bị rè với ủ The Chiron will board. Cái đó thì mình quên hướng dẫn các bạn là mình sẽ hướng dẫn sau. Look after là một cái phrasal verb, tức là một cái cụm động từ, cụm động từ trạng từ gì đấy, là có nghĩa là trông nom. Look after, could you tell me what a fax machine is used for? Tức là cái máy fax sẽ dùng cho cái gì, dùng để làm gì. Who does this car belong to? Tức là ai người sở hữu chiếc xe này. Chiếc xe này là there is no way we can agree to this solution. Tức là chúng ta không có thể tài nào mà có thể đồng ý với lại cái cách giải quyết này được. Could you give me some information about train time? Information này không có thể đếm được cho nên là some information. Nó dùng cho dạng uncountable noun. There weren't as many people there as I had expected. Là nó không có nhiều người ở đây như là tôi nghĩ, như là tôi đã nghĩ, tôi đã mong đợi. That is a word. Tức là cái TV cũ này nó không có đáng để mà thầy lượng sửa chữa, thầy nên mua cái TV mới đi. They have been allowed to do all. Always been allowed to do what they want. Tức là họ luôn luôn mà được đồng ý, được cho phép làm những gì họ muốn. Rất là đã. The reason. A force. Đây, như thế này. Sắp xếp đây. Thì tôi không có quan tâm là cái phim nào chúng ta sẽ xem. I don't know which film we will see. The book interested. Tức là cái quyển sách này thì nó hấp dẫn hơn là phim. Người ta lúc nào cũng soi gương. Chẳng điệu. The fact that nobody said anything at the time surprised me. Ok, rất là smooth, trơn tru. À không, à đúng rồi. Smooth này nó có cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Smooth là trơn nhẵn hoặc là làm một công việc trơn tru nào đấy. Cái này là các bạn tìm từ đồng nghĩa hơi bị khó. Cái này là victor. Victory là cái sự chiến thắng. Chiến thắng, còn victor là người chiến thắng, cũng như là winner vậy này. Expect, except for, tức là apart from, ngoài, ngoại trừ, ngoài ra, và ngoại trừ. Ok, thì bạn chỉ cần nghe, cậu chỉ cần nghe và lựa chọn là bán đúng. One. Something is wrong with my umbrella. May I take yours? Correct. Ôi phải thật. Đọc ý chắc là is wrong luôn. Two. Nhưng mà không phải. Tại vì is thì nó không có cái nào là umbrella. Although we left late, we still got there in time. Although we got late, we still got there in time. Tức là đúng giờ. Correct. Đến đúng giờ. Not only my brother, but also I am tired of walking so far. Not only my brother, but also I am tired of walking so far. Ở trên này là working, các bạn thấy không? Correct. Rất là dễ nhầm lẫn, cho nên là các bạn cần phải đọc kỹ cái từ. Four.
Ami spent 3 hours repainting his house. Repainting his house. Correct. Tommy dành 3 giờ để có thể sơn. 5. 1/4 of the patients were depressed. Correct. Stressed out, có cái bài 21 pilot ấy. Six. Nhưng mà cái này là depressed. I'm afraid I can't do better than you. Correct. Tôi sợ, tôi nghĩ là tôi không có thể làm nó tốt hơn bạn được. Today is as cold as yesterday. So, I'm wearing my leather jacket. Correct. Hôm nay thì nó lại như ngày hôm qua, bởi vì tôi mới mặc cái áo này. Leather là áo vải, áo nhung, áo len thì phải. I won't do the job without being paid for it. Nên tôi sẽ không làm cái công việc này nếu mà Correct. Tôi không được trả lương. Her last examination. Last examination. She made few mistakes. Ở đây có chữ A, chỗ này không có chữ A. Correct. She made few mistakes. Không có A nhưng mà. We feel sorry for Sam because he hasn't got any friends. Correct. Chúng ta cảm thấy buồn cho Sam vì anh ấy không có nhiều bạn. Ok, thì tất cả mọi người mong các bạn quan tâm theo dõi video này. Xin chào các bạn ở video tiếp theo.